Ok, xin chào mọi người quay lại với Vua Hen. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người mẫu loa, nói chung là một cái combo sẽ bao gồm sub và loa của hàng Electrovoid. Thì nó có mã là ZLXG2. Thì cùng với mình đi vào trong xem ha. Thì trước khi vào xem với mình thì các bạn hãy coi một cái đoạn nhỏ mà mình cùng unbox với anh bên hãng nha. Đi ra, bước ra, đi ngoài đi. Chó này là nó tên gì vậy? Dạ, Golden, dòng Golden. Golden à? Thế nó hiền quá nè, mới đầu anh chưa anh sợ. Dạ, nhìn khô à. Nhìn khô. Đây là cái sub. Con này mắc không anh? Con này khoảng... mười mấy không? Giá không có mười mấy là 20. À, 20. Con này đánh là mấy cái tiền nhỏ nhỏ là tê tái luôn nha. Ủa con này của Electrovoid luôn hả anh? Electrovoid. Ok. Anh phải hãng khác nha, đường đường. Electrovoid đây. Con này là sub thôi nha, chỉ là cái sub thôi. 12 inch. Ồ. Sẽ gắn cái trụ vô. Anh tưởng bên hãng bán cái trụ riêng. Đây cái chỗ của nó nè, mình sẽ xoay vô xong mình sẽ để cái lo, được chưa? Vậy đánh nó mới phơi đó, nhiều cũng là cột luôn rồi đó, y dưng EV mà nó thuộc dạng rời thôi mà khá là gọn để di chuyển luôn á. Ok, còn bé này nữa, bé này thì được cái to. Nó giống con Ever 8 vậy đó, mà con này nó lại dòng 12 cấm điện. Cấm điện. Này chắc mình hay cho thôi đi hả? Cái này đi demo. À đi demo. Con này nó sẽ hơn EB30M ở chỗ là bass nó lực hơn. Một cái hai. Bộ cũng ngon các bạn. Các bạn nào mà cần mà lo khủng mà to á thì có nhiều anh em, rất là nhiều anh em bữa bảo là EB3M không đủ rồi các kiểu, thì đây hôm nay nâng cấp bộ này đi. Nguyên cái bộ này chắc chưa tới 40 thôi. Chưa tới 50. Con này cỡ nhiêu quên rồi, bữa anh nói có mười mấy mà đúng không? Con này 239. 239 là bằng EB8 luôn à. Bằng EB8. Còn dưới là 20 cũng bốn mấy. Cũng xem EV rồi. Dưới này có lò bát hả? Khủng ghê ha. Bịt cái sẩm nụ. Cắt xúc. Chọn mua đen xúc. Ừ, chọn luôn. Là 12 nè. Nó có 15 với là 18. Đúng rồi. 3 mã. Chọn xúc luôn, hay ha. 4 mã. Rồi. Assist line. Rồi. Đó. Có màn hình luôn. Còn dưới đây thì cũng có màn hình nhỏ. Được không anh? Được. Được mà dây này nó không được đó. Rồi ở dưới đây có đầu ao nữa đúng không? In. Em lấy lại in. Xong kết nó nha. Rồi connect vô. Ok. Này quýnh bá cháy luôn rồi. Thì mình sẽ đi ra ngoài thử nha. Này đang test thử thôi nha anh em. Quá trời to. Qua Bluetooth luôn cũng được nha anh em, khỏi cần dây. Ok,
thì mình đã unbox cho các bạn xem xong và hoạt động test một đoạn nhỏ thôi. Thì cái sản phẩm loa này nó sẽ là thuộc hệ loa dành cho những cái sự kiện nhỏ, nó không phải là dòng loa chuyên, nhưng nó sẽ phù hợp cho những cái cửa hàng hoặc là những cái quán cà phê live show mini nhỏ gọn các bạn. Thì cái chiếc loa này thì các bạn không cần phải mua thêm mixer, cũng không cần phải mua thêm cái gì hết, chỉ cần mua thêm một bộ mic ngon ngon cắm vô là chúng ta hát. Thì cái sản phẩm này thì sẽ có bao gồm là loa riêng và sub riêng. Thì cái mã mình sẽ để ở phía trên đây. Thì cái sản phẩm loa này với độ ồn là 127 dB SPL, còn ở dưới là cái sub 12 tấc. Thì nói chung là cái sản phẩm này mình sẽ ghép lại có cái trụ như thế này. Nó có loa tiếng riêng và trap riêng, bass riêng. Nên là cái việc mà khi mà các bạn phục vụ ngoài trời thì mình không phải nói nha, nếu mà có một cặp như thế này khoảng gần chưa tới 100 triệu, khoảng tầm có 90 triệu thôi, là nó quýnh ta nói một cái tiệc nho nhỏ khoảng tầm 20 bàn, 30 bàn là bình thường. Rồi, cùng vô đây với mình xem chi tiết nha. Rồi, thì ở phía bên đây á, thì mình đang sử dụng cái jack là jack của bên hãng đưa cho mình mượn luôn. Jack cho chúng ta cắm vô. Cái này hơi tối nha, để mình quay ra. Quay ra phía bên kia đi Hưng. Quay đây nè. Hưng. Rồi, ở bên này Hưng. Ở bên này mới sáng được nè Hưng. Thấy chưa? Rồi, ở đây sẽ có một cái màn hình LCD để chúng ta tân chỉnh các thứ ở phía trên đây, chỉnh decibel, ABC. Thì mình không phải là dân chuyên về âm thanh, nó mình chỉ biết gì thì mình sẽ giải thích đó. Thì Electrovoice là một cái hãng của Mỹ khá là lâu rồi, nó chuyên sản xuất về những cái dòng loa cho sự kiện nhỏ. Nói nôm na là nó sẽ thiên về rock nhiều hơn nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có là hai cái đầu cho Canon của hàng Neutrik để chúng ta connect vào. Là cắm mic thì hát ok, nhưng con này nó sẽ không bằng Electrovoice về cái mixer nha. Mixer Electrovoice sẽ xịn hơn. Thì mình sẽ giải thích cái con đó sau cho mọi người. Và sản phẩm này ở đây sẽ có ghi nè, Power Loud, nó ghi sẵn luôn loud speaker nha. Loud speaker chứ không phải là loa toàn giải để thiên về bass. Vẫn có bass nhưng mà sẽ không bằng. Cái nguồn được bể là Dynacord. Thì Dynacord là một trong những cái hãng khá là nổi tiếng về âm ly mixer, thì các bạn có thể tham khảo thêm. Thì mình theo hãng thông báo là như vậy. Thì cái sản phẩm này nói chung là cũng sử dụng khá đơn giản. Và đặc biệt á, nó sẽ đồng bộ tối ưu hơn khi mà chúng ta sử dụng sub của nó. Thì khi mà sử dụng sub thì đây là cái mã LX200 12SP, 18SP, 15SP. Cái SP đó là cái tấc, cái độ dày của cái sub nha các bạn. Thì nó sẽ set sẵn luôn, chúng ta không cần phải cắt, không cần phải gì hết. Đó, trap, mid, bass đầy đủ, main, EQ, delay, rồi ABC, left, right, mid, out. Nó sẽ có đầy đủ hết cho cả nhà. Đó, mọi thông tin. Mà đặc biệt ở con này cực kỳ dễ setup luôn. Thì hôm bữa mình, các bạn có xem được cái clip mà mình đi set một cái sự kiện nhỏ, một con EV30M và một con Ultimate. Thì mình cảm thấy là con đó nói chung ok rồi, nhưng mà bass rất yếu. Thì hãng có recommend cho mình là một cái bộ như thế này. Thì giá cũng tương đương, cũng xem thôi. Mắc hơn một tí xíu vài triệu. Thì cái bộ này nó quýnh dữ hơn nữa các bạn, có nghĩa là về bass và về tiếng hài hòa hơn con kia khá là nhiều, và đặc biệt là cũng khá là gọn nha các bạn. Rồi, nếu mà các bạn muốn bass nhiều thì chúng ta nâng lên cái củ sub là 15 hoặc là 18 thôi, còn lại thì không cần đâu. Đây là cái thùng của em nói nha. Thì hàng này hàng mới chính hãng, thì bảo hành 12 tháng tại Việt Nam rồi. Họ nói ở đây thì hãng có ghi những cái thông tin một cách rất là cơ bản theo phong cách style Mỹ nha các bạn. Đó, mọi thông số thì ghi trên đây. Thì con này nói chung là cũng nhiều nước làm rồi, thì mình cũng không có nói gì nhiều về những cái thông số của nó. Hai con này cắm điện hết nha, không có pin. Đó. Thì anh em nào mà dân chơi thì dân chuyên thì sẽ biết một vài cái ha. Đó, cơ bản là như vậy. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cắm vô và mình test thử nha. Mình sẽ để xa xa, mình sẽ để cái máy này tuốt ngoài kia. Và mình sẽ để cái này trong nhà. Phóng ra. Vì ở thành phố thì cũng không có điều kiện để mà test ngoài trời. Mình sẽ làm một cái clip hát karaoke riêng. Và mình sẽ làm thêm một cái clip cắm con này trên Đà Lạt. Thử nha mạng, một cái không gian trên đồi núi rộng để coi nó như thế nào. Ok, thì cùng test nhạc với mình một hai bài thử nha. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've
ngắm mồ hôi, ngắm về bố vai, tận hưởng ngày dài tác động suốt 72 giờ. Sức khỏe cho phòng 3 không kinh. Ok, cảm ơn mọi người xem video. Đón chờ video sau. Test con này ở một nơi rất là hoang vắng và rất là rộng để xem coi con này nó cỡ nào nha anh em. Ok, một cái thôi nha.